Em mệt lắm đúng không? Anh mới phát hiện ra cái kênh này nè. Mỗi lần nghe là anh giật hết cả mình. Không ngờ trên đời này lại có người chất giọng giống vợ mình thế không biết. Chắc là trong đầu anh nghĩ đến cô nào khác rồi. Chị mới thế đúng không? Cho nên là kiếm cớ lý do đổ tại đấy. Ừ, anh thú nhận. Được chưa? Anh giỏi nhá. Cậu đâu chạm. Thích không? Có. Vợ đi công tác chỉ nhờ mỗi món massage của chồng thôi. Thật á? Ừ. Không nhớ cái khác à? Nghe đi. Anh lại nhớ lung tung đúng không? Vợ mới là suy nghĩ lung tung bậy bạ. Đây này. Ý anh là món sữa hạt mà hôm nào anh tự tay pha cho em uống. Vợ em không nhớ. Thất vọng thật đấy. Giời ơi, tưởng nào. Em đói chưa? Lâu rồi vợ chồng mình chưa lên phố. Lên đó ăn gì đi. Ăn mình gối nhá. Ok. Lời em là mệnh lệnh. Chị Hà. An Nhiên. Em chào anh ạ. Chào em. Anh còn nhớ An Nhiên không? Chuyên gia tâm lý đang theo dõi bệnh cho mẹ. Chào Nhiên. Anh chị đi đâu thế ạ? Chị vừa có việc trong này. Em cũng vào đây à? Em vào mượn chút tài liệu về nghiên cứu ạ. Chị có cái túi đẹp thế. Giống hệt của em này. Ừ nhỉ. Thế là chúng mình cùng gu đấy. Anh nhỉ. Hai chị em nói chuyện đi nhá. Anh bàn công việc với bố tí. Đau em. Anh nghĩ sao đấy? Em còn nhớ nó không? Anh ghen đấy à? Anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn vợ mình như vậy. Kể cả người yêu cũ của em. Em nhớ chưa? Hả? Bỏ ra em thay đồ đã. Em nhớ chưa? Anh không thích. Anh bị điên à? Hết bọt cỏ dâu rồi. Mai tiện đường em ghé siêu thị mua cho anh bọt cỏ dâu nhé. Anh quên mua bọt cạo dâu à? Ừ. Hôm nay nhớ mua rau cạo thì lại quên mua bọt. Chán thế không biết. Nhớ mua cả bao cao su, cả thuốc tránh thai. Mà quên mua bọt cạo dâu à? Bọt cao su, thuốc tránh thai ở đây. Em lấy đâu đấy? Em không cố ý lục đồ của anh. Nhưng mà nó nằm chỉnh hình trong túi ấy. Sao có chuyện đấy được? Tại sao anh đối xử như thế với tôi? Tại sao? Tại sao? Em 35 tuổi bây giờ em còn hỏi tại sao? Cái lý do nó rất là đơn giản. Tại vì em vô tình. Em là con gái của kẻ thù của anh. Kẻ thù của gia đình anh. Vậy nên cái gì mà ông ta yêu quý nhất sẽ là thứ mà anh dám ngạt nhiều nhất. Bố tôi làm gì anh? Đi về mà hỏi bố cậu. Sao tôi biết được? Không. Lão già đó tầm này chắc tỉnh rồi. Nhưng mà tôi đang hình dung khi ông ta tỉnh dậy và ông thấy con gái rượu của ông ta như thế này thì sẽ sao nhỉ? Xem nào. Nếu là tôi nhá, vỡ tim mà chết, đột quỵ mà chết. Nè, Nguyễn Nguyễn Ngân Hà, chúc mừng, chúc mừng mày trở về cuộc sống thanh xuân tươi đẹp tự do. Mẹ ơi, con có thai rồi, tại sao con lại có thai được hả mẹ? Anh ta cho con uống sữa hạt, trong đó có thuốc tránh thai hàng ngày. Anh ta nói là không bao giờ để cho sai số xảy ra. Anh ta bảo là anh ta không muốn con của anh Nan nảy mầm trong cơ thể của con. Tại sao con lại có thai được hả mẹ? Tại sao con phải làm như thế nào hả mẹ? Tại sao con lại có thai được hả mẹ ơi? Con phải làm như thế nào bây giờ hả mẹ ơi?
Mẹ ơi. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân quận Long Giang quyết định tuyên bố bị cáo Trần Hữu Nghĩa phạm tội gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Xét thấy đại diện hợp pháp cho người bị hại Nguyễn Quang Trường là cô Nguyễn Nguyễn Ngân Hà đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bình tĩnh chị ơi, bình tĩnh, có bác sĩ đây rồi, nằm xuống nào. Cố lên con. Mẹ ơi, con sợ quá, mẹ con sợ không mẹ? Sắp làm mẹ rồi, có gì mà sợ? Xử phạt bị cáo Trần Hữu Nghĩa 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ. Anh đang nghĩ nhiều về chuyện trước kia. Tôi thì không muốn nghĩ về chuyện trước kia, bởi vì trong chuyện đó có anh. Nhưng mà việc anh làm gần đây khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và phẫn nộ, nên tôi càng phải muốn gặp anh để nói cho rõ ràng. Việc anh mang Kitty ra để tấn công anh Vũ là việc không thể chấp nhận được. Cho dù thế nào, sự thật anh mới là bố của Kitty. Anh mà là một người bố á, một người bố mà hành xử đem con gái mình ra giữa hòn tên mũi đạn như thế à? Anh chỉ mong là em và con đừng coi anh là người ngoài được không? Nhưng mà với tôi, anh là người ngoài, là người dưng nước lạ. Trước đây tôi đã nói là tôi tha thứ cho anh. Tha thứ có nghĩa là chấm dứt, là mọi chuyện kết thúc, để mỗi người đều sống tốt phần đời của mình. Nên tôi mong anh hãy tự trọng, tránh xa mẹ con tôi và tránh xa gia đình tôi. Vì để giữ được sự bình yên và quý giá này, tôi dám làm mọi thứ đấy. Khá là nhớ Ngân Hà. Cảm giác là tốt nhất là hy vọng không ai phải vào đây. Là bài học rất là đáng đời cho Nghĩa. Lâu đầu mình hy vọng là không ai phải vào đây. Vào đây thì anh có suy nghĩ gì về những việc mà anh đã làm với Ngân Hà không? Nghĩa có làm gì? Nghĩa đúng không? Đúng rồi. Nghĩa thì vừa đây là hối lỗi, không có thời gian để mà nhìn lại bản thân. Đây là hình phạt cho Nghĩa, trả giá, sự trả giá. Nghĩa sẽ là người gọi là cũng là vừa kiệt, cũng là đáng ghét, nhưng mà thật sự cũng là rất là đáng thương. Và cuối cùng một người đàn ông rất là thất bại, đúng không? Cho nên cuộc đời của nhân vừa qua, làm gì phải suy nghĩ tới nơi tới chốn, để đời cha mặc đời con khát nước mà cùng suốt ngày cứ hận thù sân si buồn khổ, trả thù xong cũng không trả được cái gì, mất hết vẫn phải trả giá. Nhưng vấn đề là con người ta nhiều lúc thế, chưa gặp phải trường hợp thì lại chưa có sáng mắt ra, cũng phải trải qua xong là mới có nhiều cái giá đấy phải trả quá đắt. Nên hy vọng đừng ai như vậy, thật sự. Và những nơi thế này là tốt nhất là không nên. Mọi người hy vọng là không ai phải bỏ mình những nơi thế này ở ngoài đời. Quay hậu trường đi ạ, quay hậu trường. Thôi được, được, rồi rồi. Hậu trường phỏng vấn anh đi. Rồi, em đi tổ đạc đấy. Thực sự rồi, em có phải đi đơn giản xuống nhỏ.